야, 개가 아니야. 개가 아니야. 응? 개 아니야. 그거 뿌려. 마이 아우 나이 나. 마이 아우 나이 나. 마이 아우 나이 나. 마이 아우 나이 나. 아군. 네. 아군. 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 Mấy tên nát đi ta. Dạ, nó đừng mấy tiệt. Ai gì? Ai vô bì á. Ở hai món ăn, ăn ai tới xe. Tên thương ăn hết lên. Tên thương ăn hết lên. Ông quân dân gái vô mất ra anh thông ấy nha. Hay sao ta anh nam che hô bà lại tốt ôi dê cùng cháu lên. Mấy Ê, tê hả? Tê vô chanh vậy? Ngọc miền hờ lắm mày nè. Mình sẽ yếu, đã yếu quá à vậy? Đã sẽ yếu cho anh chiến. Nè, xí bài phong nè. Cũng xí sạch cho tế ở nè. Xí bài phong nè. Nó, cho xí yêu mà nè. Đã thực thấy, đã thực yêu. Thực yêu cho anh chiến nè. Miền hòa ngay mấy lục ơi. Đã nấy cái áp chai phải lái ra, nấy chai anh thấy áp chai hôm à. Hả? Trong này là toàn là rừng tâm giống thôi à, nhà ở thưa thớt. Tè khang nít tè phê ná. Hả? Má che hộp vậy? Tại biến dây xong sau tranh ta ơm chẳng luôn. Che hộp vậy nè. Cứ sấy cái hộp bà lại ấy. Cứ ý ta, cứ ý hộp ấy. Giờ cái nhà không có mẹ gì hết. Hẹn đường đi ra phía sau. Ở sau này có con đường. Rừng trầm giống không à?
Hết nhanh nhỉ? Hả? Nhanh nhỉ? Nhớ chừng anh chị ở ra nhé. Ủa, đang tay hốc ta. Bán. Chìm từ Vinh đó. Say còn rồi. Dạ, chừng anh nhỉ. Cô gặp đi à? Máy ở nơi nào? Máy ở tổ rô tìm bình cô ai về ở quân ngốc. Ở quân ngốc ai? Nè nắng nè, bắt đầu bị ăn khai pin nè. Pin nắng hả? Bắt đầu ngập hả? Cái này một cô cha rồi nè. Mẹ đi làm ở Sài Gòn. Bây giờ ở với ông ngoại không nổi? Ông ngoại hả? Ở với ông ngoại à, ông ngoại bị tai biến. Ở dưới khơi Mỹ Tây Na ba này. Anh thấy mày đi còn xua nữa. Mình nhập rồi. Mòn ngóp. Là tôi một căn đi mà sung nó xua nè. Mà sung chai nè. Hai ông bà ngoại nè nuôi hai đứa nhỏ nè. À, còn ổng thì bị tai biến. Này nè mẹ nó sinh ra bỏ cho ông ngoại bà ngoại nuôi nè. Còn nhỏ này nhỏ này là chị nè. Bay nó ăn quá chị qua tới nè. Ba đứa. Nó canh tung chạy ở lên nè. Hai đứa nhỏ đó nó có ba anh em lận mà thằng lớn thì đi chăn vịt. Nuôi hai đứa nhỏ. Mẹ thì đi làm việc ở Sài Gòn rồi. Thì chắc có chồng khác rồi. Còn ba thì chết rồi. Ừ, sao lá bượng rồi? Hả? Ờ, sư chua. Phật chết với đấy đắng. Ở trên nó bỏ phí ná văn cái chào luôn. Cái nhà đó là cũng nhà nước cho hay gì đó mà cũng là mồ côi. Bây giờ nó lớn rồi, nó đi làm công ty rồi, nó bỏ. Bởi vì ăn mau mấy bạn trẻ ăn miền chàng ăn miền ấy. Mùa này là mùa mưa rồi mấy cái măng đó. Cái tre nó mọc măng ra nè. Này cái măng này. Mình phải lái đi, phải lái trúng ở ngay môn đó. Tên nào? Hôm nay mấy anh chẳng? Hôm nay chẳng ấy?